ông minh bị mất ngủ rất khó vào giấc ngủ nửa đêm hai thức giấc rồi trằn trọc tới sáng vợ bị chóng mặt thường xuyên có lần phải nhập viện ông bà uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và chỉ sau hai tuần ông đã ngủ ngon bà hết chóng mặt không những thế cả hai đều thấy khỏe hơn chứ không hay ốm vặt như trước anh thanh trước đã đau đầu nay làm shipper bận rộn nên càng đau đầu hơn anh uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não nhờ vậy các cơn đau đầu không còn nữa Bác Thành gần đây hay nhớ nhớ quên quên, bác uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và giờ trí nhớ đã tốt. Chị Hảo bị đau mỏi vai gáy, chân tay thì tê bì lan đến đùi mông rất khó chịu. Chị uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu đến vai gáy, các chi và chỉ sau 3 tuần đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay đã hết. Hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lên não làm hết mất ngủ, chóng mặt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Thuốc hoạt huyết hiệu quả vượt trội, thuốc hoạt huyết dưỡng não Ginkgo Biloba nổi tiếng thế giới của Pháp. Nghiên cứu lâm sàng hoạt huyết nhất nhất đã được Bộ Y tế nghiệm thu, kết quả hoạt huyết nhất nhất hiệu quả vượt trội ginkgo biloba trong điều trị mất ngủ, chóng mặt, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng.